Trong ngày quốc tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân ở khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ lòng tiếc thương theo cách của riêng mình. Từ sáng sớm, nhiều người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đã xếp hàng ở các cổng chốt xung quanh khu vực gần nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đến lượt vào thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dòng người có mặt tại đây đủ mọi lứa tuổi, từ những người cao tuổi đến các bạn trẻ, tất cả đều một lòng hướng về Tổng Bí thư với một niềm xúc động và tiếc thương vô hạn. Có những giọt nước mắt chẳng thể kìm nén, cứ thế lăn dài. Rất nhiều người xếp hàng chờ viếng tại đây, chưa từng có cơ hội được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng họ đều rất kính trọng và có nhiều tình cảm với ông. Trên khắp các đường thôn, ngõ xóm của thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, không khí bao trùm sự tiếc thương, niềm tự hào, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những lá cờ rủ buộc dải băng đen đã được người dân treo từ vài ngày trước. Tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, ngay từ sáng sớm, người dân cũng đã xếp hàng dài và bảo nhau giữ gìn trật tự, chờ vào viếng Tổng Bí thư. Trong dòng người xếp hàng chờ viếng tại quê nhà, đã có những người không cầm được nước mắt, tiếc thương một vị lãnh đạo bình dị, luôn nêu gương, khiêm nhường, liêm khiết, chí công vô tư. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, sáng nay, dòng người từ các đơn vị cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam xếp hàng trước Hội trường Thống Nhất quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều cụ ông, cụ bà tại các tỉnh lân cận cũng đã bắt xe từ tờ mờ sáng để đến thành phố Hồ Chí Minh viếng Tổng Bí thư, dù đến đầu giờ chiều mới là thời gian người dân bắt đầu vào viếng. Tuổi đã cao, đường xá xa xôi, nhưng họ muốn được một lần nói lời tiễn biệt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo tôn kính, hết lòng vì nước, vì dân. Theo thông báo từ ban lễ tang, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.